Với bước chân xuống Vũng Tàu nha. Đó, đây là khu vực ăn uống và khách sạn nha. Mùa lạnh luôn á. Ở trên này nó cũng là lạnh. Đó. Bây giờ vô bên trong nha. Đây kia nha. Thì bây giờ đỡ vô check in khách sạn ở bên này nha. Ở đây thấy khách sạn đẹp chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Ricky mới tới Bà Rịa Vũng Tàu cho mọi người. Thì Ricky hiện tại đang ở Bà Rịa Vũng Tàu, tới đây ngồi nghỉ ngơi một tí nha. Rồi chút nữa là mình sẽ di chuyển về Vũng Tàu nha. Ở đây là thành phố Bà Rịa cả nhà. Thì cách đây Vũng Tàu khoảng 10 cây số nữa nha. Và bây giờ đây là cái khung cảnh ở Bà Rịa cả nhà, cũng trời mát mẻ nha. Chỗ đây vô giống như nhì chim dân úng á. Đó. Ba anh em đang ngồi chỗ Bà Rịa ở Văn cả nhà. Đang ngồi trước công viên này. Thì chút nữa có những cái hành trình gì mình hướng về phía Vũng Tàu nha. Cách đây 10 mấy cây. 10 mấy cây số nha cả nhà. Đây công viên hiện tại là ngoài trời chiều rồi. 5 giờ mấy rồi. Trời mát mẻ nha. Chút nữa nếu mà mình tới Vũng Tàu được, nếu mà có thời gian thì mình sẽ tắm bơi biển cho biết nha. Đây là lần đầu tiên mấy anh em tới đây nha. Ủa okay. anh là đầu tiên em lần đầu tiên đúng không? Chính xác. Ủa, em này cũng là lần thứ hai hả? Lần thứ hai là em mừng lý nha. Vẫn còn độc thân vui tính. Độc thân vui. Cái đằng cánh như đâu đó. Cầu có mới. Cầu có mới có đi cửa ngõ vào thành phố Vũng Tàu. Anh chờ cố rồi nhiều này 100 tỷ một năm. Đi mấy năm mới tới Vũng Tàu nha. Thì bây giờ mình để vô khách sạn check in. Tối nay đi ăn uống rồi có gì mình sẽ quay tiếp nha. Đó. Vô đây là thấy thành phố rồi. Ui, đèn thấp sáng luôn. Điện dưới này hả bạn? Với bước chân xuống Vũng Tàu nha. Đó, đây là khu vực ăn uống và khách sạn nha. Mùa lạnh luôn á. Ở trên này nó cũng là lạnh. Đó. Bây giờ vô bên trong nha. Đây kia nha. Thì bây giờ đỡ vô check in khách sạn ở bên này nha. Ở đây thấy khách sạn đẹp chưa? Thì cũng năm sao nha. Khu vực ngoài sẵn này trước ha. Bên này có cầu thang đẹp không? Có hai lối đi nha. Có đẹp chứ hả? Ừ. Rất là đẹp. Này có cầu thang, này thì hai hướng, phía bên này và phía bên kia. Có nhiều là những khu hải sản nha, đầy đủ đồ ăn, đồ uống. Dọc theo con đường này. Thẳng mọi người coi.
khi mình vô khách sạn này đúng là tiêu chuẩn 5 sao nha. Cũng như là đẹp. Kiến trúc hiện tại ở đây rất là hiện đại như thế này. Đây là cửa khách sạn mình mới bước vô nha cả nhà. Để mình quay xung quanh ở phía bề mặt trước khi vô check in nè. Đó, đây là khu vực khách sạn. Chính giữa là cái vòm nước nha. Trước khi vô khách sạn này mình check in thì mấy anh em đem ra nước cam nào uống cho thoải mái nha. Tầng 3 có gì? Dạ, là nhà hàng á anh. Hoặc là mình có thể gọi nước ở đây đều được. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, thang máy hướng này. Cái nhà Ricky mới tới check in cũng đã xong nha. Thì bây giờ mình mấy anh em vô một phòng. Nên là mình lên tới tầng 12 luôn hả? 12. Ok, Ricky mới check in khách sạn ở đây nha mọi người. Thì đây là cái cửa khi mà mọi người đi á. Thì có cái thẻ cái thẻ này là đỡ mình vô mình bỏ vô mở điện lên nha, hoặc là cái thẻ này mình có đỡ mình scan đỡ mở cái cửa nha, hoặc là mình đi dưới cầu thang cũng vậy, thang máy mình phải scan vô nhanh, mình phải quẹt lên rồi bấm cái số phòng thì cái cầu thang nó sẽ đưa mình lên nha. Và bây giờ cái kỳ mới tới bên trong đây, bây giờ cái kỳ muốn review cho mọi người xem khách sạn cái phòng ốc ở đây nó như thế nào nha cả nhà. Thì ở đây cái kỳ mới bước vô đây á thì cửa chính này bước vô đây có một cái toilet đó, tắm nha, sạch sẽ hơn cái nhà đó, rất là chu đáo nha. Ở đây có chỗ đánh răng sụp dụng ở đây mà là nó có cho những gì ba cái đồ dao cạo rau rồi tất cả mọi người đó. Và nước xịt bông là sao tắm xà phòng tắm cho nó cái ly. Và đây là cái bồn tắm khoảng tay. Đây là bồn tắm đứng cả nha. Và được mấy cái khăn ở đây nha. Giờ mình đi thẳng qua ngược lại thì phía bên đây bước cửa vô thì ở đây khách sạn nào có cái tủ này nha cả nhà. Có bộ đồ tắm ở đây. Cũng có đôi dép. Đó mang vào trong nhà nha cả nhà. Có 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ nha. Và ở phía bên này cả nhà. Hồi thương cái này có cái gì nè. Ồ, cái này là cái trong này họ bỏ sơ tóc. Đó, sơ tóc nha. Và sẵn sàng có cái dù luôn. Rồi khi mà nếu mà mình đi xuống bị trời mưa mình có thể lấy cái dù này mình dùng nha cả nhà. Và đặc biệt cái nữa là khách sạn đây có tích sắt luôn. Giống như mình bỏ đồ vô đây thì có sự an toàn nha cả nhà. Rồi bước qua đây, ô đây cũng có ấm nước này, để mình nấu pha trà hay là chơi cà phê. Ồ, có nhiều dạng cà phê này. G7. Cà phê G7. Rồi còn có dạng khác nữa ha. Sữa đó. Đó, dạng sữa. Rồi có mấy ly và mấy chai nước lạnh nha. Đây có tủ lạnh không ta? Cái hình như ở dưới tủ lạnh sao đó. Đây là cũng có một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ nha cả nhà. Không có gì hết. Cái này mình có thể uống lạnh thì mình bỏ vô đây. Hoặc là mình chút nữa thích bia thì gọi nha. Đó, mình mở đây đi. Ở đây có mấy cái đồ về đồ của mình nha. Và qua phía bên này là có một giường nha cả nhà. Cái giường này được 2 người nằm nha. Hai giường nằm, hai cái đèn hai bên. Đó. Nói chung là cái này có đây ba anh em ngủ ra nha. Đó, và bên này vô bên đây thêm một cái tivi ở đây nha, có một cái tivi này nữa ha. Bên đây thì họ làm nó cũng cái design cũng gọn và đẹp ha. Đó, và qua phía bên này thêm một cái giường này nữa nha, giường đôi nữa cả nhà.
Đó, và có mình có sofa được hai đứa ngồi đây nữa, ngồi mình làm việc ở đây cần thiết. Được, cả nhà thì ngày hôm nay Ricky mới check in, bây giờ đỡ tắm rửa nghỉ ngơi một tí rồi mình đi kiếm chỗ ăn nha tối nay. Bây giờ mấy anh em đi ăn tối nha, ngày hôm nay mới nãy giờ check in trong khách sạn này. Bây giờ đi ra ăn tối nha cả nhà.